Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình Laravel Framework được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Ok, tiếp tục ở video này, tôi sẽ nói về router name. Ở buổi trước chúng ta đã hiểu về cách sử dụng router name ở trong Laravel và vì sao chúng ta phải sử dụng router name. Đó, thì còn một chút xíu nữa liên quan đến router name, đó chính là đối với những router mà có parameter truyền vào, chúng ta sử dụng router name thì chúng ta sử dụng như thế nào? Thì ở bài này chúng ta sẽ cùng làm rõ điều đó. Tôi sẽ quay trở lại cái ví dụ của buổi trước. Ok, chúng ta đang có một vài cái router của buổi trước, thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái router tiếp theo. Đó chính là router và có sử dụng name, nhưng lúc này chúng ta sẽ sử dụng là router có tham số truyền vào. Ví dụ tôi sử dụng là user và router của tôi là có ID, tôi truyền vào ID. Và đối với một user này, tôi sẽ trả về user ID là, thì các bạn biết là để sử dụng tham số truyền vào cho router thì chúng ta ở mỗi cái đối số của function callback chúng ta sẽ có cái biến tương ứng với cái router đó, với cái tham số đó, cụ thể đây là ID. Cái này các bạn có thể đặt tên khác, không nhất thiết phải giống cái này, không nhất thiết phải là ID, các bạn có thể để tên khác. Và đây của tôi sẽ nội xì cái biến ID và như thế này. Đây, như thế này. Đó. Và đây tôi sẽ để là user.show, có nghĩa là xem thông tin user theo một ID nào đó. Tôi quay trở lại đây, tôi sẽ tạo ra một cái phần view tiếp theo để chúng ta thử. Đó chính là router name có parameter, có tham số truyền vào. Đó. Thì cách dùng của nó như thế này cũng rất đơn giản thôi. Tôi sẽ cho các bạn thấy là cái cách sử dụng của nó. Ok, cụ thể ở đây của chúng ta là router user và có tham số truyền vào, thì chúng ta sẽ gọi như thế này. Đó, khi các bạn thay đổi cái parameter ở đây thì nó sẽ nhận giá trị tương ứng thay đổi theo như ở bài trước tôi có nói. Thì lúc này làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng router và có tham số truyền vào là ID, cụ thể là router user show. Đây, router name của chúng ta là user show, thì chúng ta vẫn sử dụng như cũ, giống như cách sử dụng router name của buổi trước. Đó, các bạn vẫn truyền router name như thế này. Và chúng ta thử xem có vấn đề gì xảy ra. Đây, chúng ta có danh sách các router là user. Tôi để là user detail đi, các bạn sẽ dễ hiểu hơn và nó tưởng mình hơn. Đây, thì chúng ta đang có một lỗi. Lỗi này ở đâu? Nó ở trong phần test blade. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là khi chúng ta gọi router user show như thế này thì nó đang báo lỗi là không có router nào như thế này cả. Tại sao? Tại vì router này của chúng ta nó đang cần tham số truyền vào, và chúng ta viết như thế này thì nó sẽ không hiểu. Thì làm sao để chúng ta có thể truyền tham số ID vào trong cái router name này? Thì cách sử dụng của nó rất đơn giản. Nó sẽ có một tham số thứ hai cho cái hàm router như thế này, và nó là một mảng. Và mảng này có key chính là cái tên key này. Tên key bên router của chúng ta quy định, và chúng ta truyền giá trị cho cái key đó. Đó, ví dụ là 1. Đó, và tôi có thể copy nó xuống đây cho những giá trị tiếp theo là 2 như thế này, và tôi thay đổi như thế này là 3. Đó, lúc này tôi chạy lên thì không vấn đề gì nữa. Và chúng ta thử kích vào user detail thì chúng ta lấy ra là user 1. User detail 2, chúng ta lấy ra user 2 và user detail 3, kiểu như vậy. Đó, thì đây là trường hợp chúng ta đang sử dụng router chỉ có một tham số truyền vào. Vậy đối với router có hai hay nhiều tham số truyền vào thì chúng ta làm như thế nào? Tôi lấy ví dụ, chúng ta vẫn có user, nhưng lúc này user này và nó thuộc cái chi nhánh nào, tôi gọi là branch. Tạm thời chúng ta hiểu là cái nhân viên này thuộc chi nhánh nào ấy, thì là user thuộc chi nhánh nào. Và tôi có branch ID như thế này, brand ID
Đó. Và ở đây tôi sẽ phải có tham số là brand ID chi nhánh ID. Đó. Và lúc này tôi sẽ có thêm một chữ là chi nhánh nào thì tôi sẽ nội suy cái brand name đó, brand ID đó. Đây. ID. Đây, như thế này. Thì lúc này tôi sẽ nội suy nó vào. Đó. Và router này chắc chắn chúng ta sẽ không để trùng tên nhau được. User show.brand. Đó. Thì làm thế nào để chúng ta thể truyền nhiều tham số vào router name trong trường hợp này? Thì chúng ta quay trở lại đây. Tôi sẽ tạo thêm một vài cái router nữa như thế này. Tôi sẽ copy xuống đây. Và tôi sẽ chạy thử lên. Đây sẽ là user by brand. Đó, user đó và nhánh chi nhánh nào, kiểu như vậy, chi nhánh nào. Thì chúng ta cần truyền hai tham số là user ID và brand ID. Thì lúc này ở đây chúng ta sẽ thay đổi như thế này. Thì có bao nhiêu tham số thì cái mảng này nó sẽ có bấy nhiêu phần tử. Và key của nó sẽ giống với key ở bên này. Chúng ta copy cái brand name và chúng ta vẫn giữ nguyên cái ID này, thêm một phần tử cho mảng. Đó, và chúng ta để là 1. Đó, và thế này tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có brand 2 và brand 3 như thế này. Ok, lúc này chúng ta chạy thử lên xem có lỗi gì không. À, ở đây chúng ta cũng cần phải thay đổi cái name này. Nó không phải là user show nữa, mà là user show brand. Chúng ta sẽ thay thế như thế này. Ok, chúng ta chạy thử lên xem có vấn đề gì không. Lúc này tôi kích vào user by brand thì nó hiển thị ra user với ID là 1 và chi nhánh là 1. Quay trở lại đây, kích vào user 2, user là 2 và chi nhánh 2. Và ở đây user là 3 và chi nhánh 3. Vậy thì đối với trường hợp có 2 parameter trở lên thì chúng ta sẽ định nghĩa số phần tử trong mảng như thế này. Sẽ có 2 phần tử trong mảng. Vậy thì có nhiều hơn 2 hay nói khác là có n cái parameter thì trong này chúng ta, cái mảng này của chúng ta sẽ có n phần tử. Và các bạn nhớ cho mình là cái key của cái phần tử trong mảng này nó chính là cái key mà các bạn định nghĩa ở đây. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok, thì video này tôi sẽ dừng tại đây. Các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình để hiểu rõ về cách sử dụng router có router name, có parameter truyền vào. Đó, các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của Satech Việt Nam để xem những video mới nhất về Laravel Framework mà bên mình sẽ upload lên. Thank you, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.